Trở lại chương trình của bản tin nhắn. Trở lại một cuộc thăm dò ý kiến tại cái tiểu bang Kentucky. Tại tiểu bang Kentucky là cuộc thăm dò ý kiến khi mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục leading trong một trận đấu giả định. Cuộc thăm dò của trường Đại học Emerson, ông Trump đang dẫn trước Joe Biden 29 điểm trong cuộc tổng tuyển cử giả định tại tiểu bang Kentucky. Cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Sáu cho thấy 55% trong 450 cử tri ghi danh đã khảo sát ủng hộ cho ông Trump trong cuộc tái đấu của 2024, tức 2020. Trong khi chỉ 26% ủng hộ cho Biden, 12% số người được hỏi nói rằng sẽ ủng hộ cho ứng cử viên khác, trong khi 7% vẫn chưa quyết định. Trong những người ủng hộ cho ông Trump, 66% nói rằng họ không thể nghĩ ra bất kỳ cái điều gì có thể làm hoặc nói trong tháng tới khiến họ không chọn ông ấy. Tương tự, 55% những người ủng hộ Biden cũng cùng quan điểm. Kentucky là một tiểu bang màu đỏ đáng tin cậy trong cuộc bầu cử tổng thống, vì số đại cử tri của tiểu bang này thuộc về đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử kể từ năm 2000. Năm ngoái, đảng Cộng hòa Kentucky thông báo rằng cái tiểu bang này có nhiều đảng Cộng hòa ghi danh hơn đảng Dân chủ, một thành tích đạt được nhiều thập kỷ của công việc khi mà thật sự đẩy mạnh cái phong trào của đảng Cộng hòa tại đó. Ông Biden có tỷ lệ tán thành rất thấp tại tiểu bang này, chỉ có 22%, khiến ông kém 40 điểm thay vì 62% tham gia cuộc thăm dò không tán thành cái màn ủng hộ, cái màn lãnh đạo của ông. Trong khi Tổng thống Trump áp đảo ông Biden về cuộc đối đầu giả định, thì đồng lý của đảng Cộng hòa Daniel Cameron, ứng cử viên của thống đốc Kentucky, lại kém ông thống đốc của đảng Dân chủ Andy Bowser chữ D, đảng Dân chủ hai chữ số. Như vậy, cái đảng Kentucky đó, tiểu bang Kentucky họ cần phải wrap around lại. Và bởi vì ông Trump leading thì đương nhiên phải có cái gì đó, và đảng Cộng hòa cần phải nắm tất cả những chức vụ của tiểu bang Kentucky. Ok, và đó là bản tin nhắn là như vậy, và đó là bản tin đến từ Kentucky. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.